Đó, dũng sĩ nè. Chào chú Hạnh, chào cả nhà. Chào. Buổi Zoom hôm nay chú nói về ai giận dữ, ai ai gì nhỉ? Ai căng thẳng. Cháu có đây, cháu giận dữ, cháu ức chế, cháu đủ thứ. Mặc dù cháu lên diễn đàn, cháu nói hay lắm. Người bây giờ cháu dở hơi, dở hồn. Cháu hôm nay cháu cho mọi người thấy rằng cái mặt cháu nói rất hay, nhưng cháu cũng rất là dở tệ. Có những cái thứ cháu đi qua hết rồi, cháu đã giải quyết hết rồi, nhưng mà sao bây giờ vẫn ngần đi cái bài học đấy, nó lại quay lại nó quất cho cháu. Cháu chết đơ là cháu bị mất hết năng lượng, mà hôm nay cháu định cháu không vào Zoom đâu, cháu mệt lắm. Vì cháu bị nhiều thứ nó tấn công cháu liền liền một lúc, bây giờ cháu đang chết đơ mà những bài học đấy cháu đã đi qua thành công lần trước. Rồi cháu lên nhóm cháu chia sẻ. Bây giờ nó lại quay lại nó quất cho cháu với tần suất mạnh hơn và cháu đang chết đơ đây này. Và chú bảo cái tôi á, cháu có thể định nghĩa được và cháu đang bị cái tôi nó hành đấy, nhưng mà cháu không biết Anh làm nói thế đi, nào. nó như thế nào chẳng, cái tôi như thế nào. Cái tôi trong quan điểm của cháu thôi nhá, nhưng nó cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì nó chỉ phản ánh cái tôi của cháu thôi mà. Bây giờ Những cái chú nói này, nó không phải là cái tôi chú muốn hỏi cháu, không phải cái tôi định nghĩa trên cháu tìm trên Google. Nó mô tả về cái tôi của mình thật sự đó, chứ đừng có cho chú một cái định nghĩa bên trong sách Osho nói lại. cháu định nghĩa trong buổi Zoom mà chú vừa hỏi, tôi là cái nói là cái mà nó định nghĩa cái hình thể này là nó này, cái cảm xúc là của nó này, cái suy nghĩ là của nó, và cái đặc biệt cái mà vấn đề cháu muốn nói ở đây ý, là các cái thành kiến, các cái định kiến, cái mà mình được sinh ra mà cái xã hội này, cái vùng miền này, cái đất nước này nó nhồi vào cái đứa trẻ đấy từ khi nó sinh ra cho đến bây giờ, và chính những cái đấy nó làm khổ nó. Như ví dụ dạy nó làm người tốt, bắt nó phải làm người tốt, đôi lúc nó phải gồng mình nên nó làm người tốt, mà thực sự không muốn làm người tốt. Nếu mà không làm người tốt thì bảo là xấu tệ, mới đạo đức giả, mới vô đạo đức, thì mình không muốn như thế. Nhưng mà đôi lúc mình cũng phải gồng lên vì cái chữ gọi là gì, chữ tử tế, lắm lúc cũng rất là mệt. Mà vì ví dụ như cháu, nhớ là nhiều lần cháu kể, cháu có một cái đứa con rất là hư hỏng ấy, cháu mệt mỏi. Và cháu đã chấp nhận nhiều lần, như chấp nhận nhiều lần như nó đang là ABC, cháu đủ tất cả các phương cách, nhưng mà cháu cho đến giờ nó lại trồi lên, nó hành cho cháu khổ sở mệt chết cả người. Và cháu bây giờ cháu nghĩ rằng ấy, tại vì ấy, mình nghĩ là mình phải có một đứa con nó như thế nào gọi là ngoan, bởi vì mình định nghĩa nó là phải là ngoan, hay một cái ông chồng nào đấy ông ấy phải phải trăm thứ phải vào ông ấy thì ông mới là đồ là tốt. Còn ông ấy mà không không đáp ứng những cái thứ phải đấy là đồ vứt đi, là cái cuộc sống của hạnh phúc của mình là nó đổ vỡ, là đau khổ tất tần tật, toàn là những cái định nghĩa của mình xây lên. Và kể cả cháu đi làm cũng vậy chứ, cái đứa kia như cháu đã thành công cháu chia sẻ với chú ấy, vẫn bây giờ nó lặp lại và cháu lại ức chế, cháu dồ dại lên rồi, lại cái quan điểm dở hơi của cháu nó trồi lên rồi. Mà lần trước cháu lên cháu nói hay không, cháu nói hay à, chú còn đem cháu ra làm bài học cho các anh chị em khác để chia sẻ, bây giờ nó đập lại cháu đấy, cháu đang chết đơ rồi đấy. Xong cháu Nhưng nhìn mà lại cháu giỏi hơn Tú, tại vì Tú cũng bị vậy mà không có nói ra. xét cho cùng á, không, cháu nói thật, các cái buổi Zoom ấy mình chia sẻ một cái để cho nhìn rõ. Thứ nhất, nếu mà có anh em nào đi qua những cái như cháu thì chỉ cho cháu, hoặc cái vấn đề của cháu mà ai bị thì có thể áp dụng, mà nếu mà nó đi qua được, cháu nhìn thấy tất cả các cái quan điểm nó ghim trong mình, làm nào gỡ nó ra, cài đặt lại, gọi là reprogram, thiết lập Reprogram. lại cái chương trình đấy, cái chương trình cài đặt đấy nó khổ quá rồi, cháu không muốn khổ nữa, mà cháu bảo phá nó đi, cháu bảo cháu muốn phá nó đi rồi, nhưng mà trong người cháu nó cứ ấp ách bây giờ nhá, chấp nhận mọi sự như nó đang là. Bây giờ như lần trước chính cháu chia sẻ cái câu chuyện của Tú là tại vì mình không chấp nhận. Nhưng để mà chấp nhận ý,
khi mọi sự nó rất là khó chịu, nó đến với mình, nó gây tổn thương cho mình, nó tấn công mình, bắt đầu người mình nó phản ứng, bắt đầu nó điên rồ, nó dại. Và nếu mình ngồi đấy mình chấp nhận thì đồng nghĩa là mình phải chịu như là các cái cơn giông tố nó đang quăng quăng quật trong mình ấy, nó ức chế, xong rồi là trong mình các cái quan điểm của mình nó cũng trồi lên, nó cãi nhau chứ, nó cãi nhau trong cái đầu đây này, nó rất là mệt. Và bây giờ ấy, cháu nhìn kể cả có quan sát rồi, mình quan sát nó lên rồi nó xuống hay như thế nào đấy, nhưng mình chưa gỡ được cái vấn đề gốc là cái cài đặt cũ, mình chưa gỡ được nó ra ấy, thì nó còn dài lắm, nó chưa chấp nhận được. Cứ mỗi lần nghĩ đến thì ngồi, mặc dù ngồi thì ngồi im đấy thật đấy, nhưng người nó rất là ức chế, nó ức rồi nó Vì mất năng lượng. sao mình cần gỡ cái cài đặt cũ chứ? Bởi vì mình cứ bám chặt vào cái quan điểm đấy chứ, phải bỏ nó đi. Mình bỏ nó đi thì mình cởi trói được cho mình. Chứ không mình cứ cài đặt rằng là, cháu nói ví dụ như con cháu đi, nó làm những cái điều mà cháu cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng bây giờ cháu phải cài đặt lên nào, mình cũng không cần thiết nó phải làm những cái thứ để mà mình kỳ vọng nữa. Ôi mình làm những cái điều mà có thể là mẹ mình rất buồn, nhưng mà cứ chấp nhận đi. Nhưng làm sao mình cứ chấp nhận đi để mình vỡ gỡ bỏ các cái quan điểm rằng là phải có một đứa con ngoan, phải như thế mới gọi là ngoan, tại sao cứ phải như thế mới là ngoan đấy, các Bây cái giờ cài đặt của mình. chú cắt lời cháu là những cái mà mình nghĩ là mình xong rồi, bây giờ nó trở lại thì theo chú đó, theo trải nghiệm của chú đó, là nó có những cái lớp khác mà mình chưa có thấy, bây giờ nó đang biểu hiện qua cái vấn đề đó trở lại. Tức là cụ Hành đó, nó có nhiều lớp, cháu lột được 4 5 lớp, bây giờ tới cái lớp đang đang có nó mình chưa có thấy được. Thành ấy công việc cái việc nó vẫn xảy ra lại để cho mình nhìn được cái chỗ mà nó đang khuất rồi, đang đang chưa có rõ rồi. Thì cái việc con cũng vậy, cái việc cái anh chàng ở trên sở làm chung của mình cũng vậy. Nhiều khi mình nghe rằng phải đón nhận và suy thuận, thành ra cái tâm trí của mình nó muốn đón nhận với sự thật để cho nó hết khổ. Nó có mục đích, nó có mục đích của thì nó sẽ gặp lại cái tình trạng đó cho mình biết là mình làm bằng cái kỹ năng thôi mà nó có mục đích của nó, tức là mình đón nhận với sự thật bằng kỹ năng, mình nhận biết bằng kỹ năng đó, tức là cái đầu mình nó làm cái công việc đó thì nó không thực sự nó là buông bỏ, đón nhận với sự thực, thì thực tế nó chứng minh cho mình sẽ gặp lại cái đó, là đâu có đón nhận sự thực gì đâu. Đó, là vì như vậy, tức là mình trong cái thực hành của mình đó, có thể có một cái lớp võ hành mới mà mình bây giờ mới thấy này, có thể đó là mình nghĩ là mình xong nhưng mình chưa xong, nó chỉ là cái thực hành của tâm lý, của trí năng thôi, của tâm trí thôi. Thành ra mình sẽ được thực tài cho bài 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 thi mới. Chú mời Mỹ Vân. Cháu có chia sẻ này chứ chị chút xíu. Tại vì chú nói là rất là đúng đó. Tại vì chị không phải là chị đang thực hành bằng cái tâm trí của mình á, giống như là có một lớp võ hành mới mà giống như là cháu thấy hơi hơi mà để cháu gợi ý thử, tại vì này cháu cũng cũng gặp rồi. Có nghĩa là hồi xưa khi mà chị đau khổ về những người bên ngoài, cái bắt đầu chị phát hiện ra là do là chị có cái đặt cái người này nè, phải có cái hình tướng vậy, phải có cái tiêu chuẩn vậy vậy, cho nên là mình khổ đó. Và tự nhiên chị thấy như vậy là bắt đầu là tự nhiên cái giác đó giống như là chị bỏ được một cái gánh nặng ha. Và bây giờ chị thấy một cái đó nó in vô cái não của chị,
là giống như là cái đó là cái kinh nghiệm của mình đã vượt qua cái đó, đã vượt qua cái đó, và bây giờ bắt đầu chị gặp một cái khác nữa. Và giống như cái não của chị bây giờ nó hiện ra là khi mà gặp cái vấn đề này là mình sẽ lôi cái kinh nghiệm cũ ra để mình làm, cho nên là chị lôi những cái cài đặt, lôi những cái đó là mình phải giống như chị nói là gì, mình phải reset, mình phải cài lại cái bên trong mình á. Thì nó không phải, đâu có cài lại, tại vì mình đang bỏ ra mà mình đâu có cài lại gì, không cài lại bất cứ cái thứ gì. Khi nào mình đi qua được những cái chuyện đó là thì giống như cái lần trước là giống vậy, chị thấy được, chị thấy được cái gì đó. Và theo em là em thấy hơi mơ hồ vậy, không biết chị coi lại thử coi cái giống nha. Chị muốn bên trong chị á nó phải ABC vậy, chị muốn chị phải ABC vậy, tại vì giống như là chị nghe rất là nhiều lý thuyết về tỉnh thức, rất là nhiều lý thuyết để cho mình hết khổ, rất là nhiều lý thuyết về buông bỏ này kia, và bây giờ chị muốn chị phải ABC vậy. Nhưng mà khi mà gặp cái đối tượng như vậy, gặp cái trường hợp như vậy thì mình lại phản ứng ra như vậy, mình không chấp nhận được. Mình muốn mình phải ABC như vậy, khi gặp cái trường hợp đó là mình phải nhẹ vậy. Thì em thấy là gợi gợn gợn trong người, trong cái lời nói của chị nó giống giống vậy, không biết là phải không. Thì để chị quay lại chị coi thử cái. Tại vì em bị như vậy. Chú hỏi Khánh Hà này, Dạ. cái vấn đề của khi người lầm chung đến sở đó, bây giờ nó gặp lại cái gì, nó tức cái gì, mình tức cái gì, mình khó chịu cái gì chẳng, tại vì nói lý thuyết thì nó khó mơ hồ lắm, bây giờ thực tế này có cái việc này này. Không, gốc của nó vẫn là công bằng đấy chú. Đấy, cháu bảo đây là cái cài đặt mà. Không Cái cài đặt. thì nó hồi nãy cháu nói một điều, bây giờ cháu lại nhắc lại cái chuyện đó để chú nói cái chỗ cài đặt. Cái tôi đó ha, cái tâm trí của mình nó nghĩ đó, bây giờ lấy cái này ra phải thấy cái khác vào đó. Cài đặt này không được thì phải cài đặt khác đó, giống cái kiểu mà ai hỏi mình nhờ cái gì mình cũng làm hết. Thế bây giờ mình nhận ra cái vấn đề đó, mình cài đặt cái mới là gì, ai hỏi gì cũng không. Dạ không, dạ em không làm. Tức là hồi trước là yes, bây giờ là no. Đó là cài đặt thay thế đó. Cái đó không phải là chuyển hóa. Nó là thấy được cái vấn đề là mình cứ ai hỏi cái gì mình cũng làm hết đó. Tại vì mình cần cái giá trị qua cái việc làm đó. Mình xây dựng một hình ảnh về mình thế nào đó. Thì là trong cái hình ảnh đó, nó ai hỏi gì phải làm, phải giúp cho người ta. Đó. Đấy là người rộng lượng, dễ thương, gì đó, đại khái là những cái định nghĩa mà mình xây dựng lên về mình như vậy. Thì đó, cái nhận thức về cái việc là đời này không bằng, đó là một cái niềm tin chắc. Đời này không có công bằng, nó nói nguyên câu nói sao? Nó cái vấn đề là về công bằng đó, nhưng mà cái câu nói trong đầu cháu đó nó nói ra nó là nói cái gì đó. Cái đó là phải nhìn ngay cho ra Nó cũng luôn bị phải làm nhiều việc hơn người khác rất nhiều, đúng đó. không? Không, cái đó là đại diễn tả cái câu nói, cái trong đó nó có một câu nói, một cái tư tưởng đó, một cái ý nghĩ đó về cái niềm tin, cái chuyện mà công công bằng này, nó có một câu nói. Thì nó cứ bảo là tại sao tôi phải làm nhiều thế, tại sao người khác không phải làm nhiều đến thế. Tại sao tôi phải làm như thế? Đó là cái câu đó cháu, đúng không? Nó có một câu rất là ngắn gọn trong đầu mình, nó cứ nói lập, nó lập đi đàn luôn, nó cũng phản cái câu đó. Giống cái bài hát phát ra cái câu đó. Phải nghe được cái tư tưởng đó đó,
nguyên gốc nguyên bản đó, chứ không có để, không có định nghĩa, không có thêm bạc thêm vào. Có một cái câu trong đầu mình nói ví dụ mình nói mình cảm thấy mình có giá trị là mình nói về, thế mình mô tả cái đó, nhưng mà câu nói nó là gì? Tôi là một kẻ bất tài. Trong đầu mình nó có tư tưởng này, nó có một câu nói, trong mỗi cái vấn đề đều có một cái tư tưởng, một cái ý nghĩa, một cái ý nghĩa, một cái định nghĩa về mình hay là về cuộc đời. Phải nghe được cái đó đó chắc, nghe được nguyên cái câu nó nói là cái gì đó thì mới chạm được cái chỗ nó phát ra cái năng lượng. Và thực hành tâm linh á là nhận ra cái vấn đề, chứ nó không phải là cài đặt cái mới. Cái đó là tâm trí nó làm, nó hay thích làm như vậy đó. Bây giờ lấy ra cái này thì cho tôi bỏ cái khác vào, chữa chắc chữa thu thu lượm. Cháu cứ nghĩ là nó như là cái một cái chương trình ở trong mình, bây giờ gỡ nó ra nó khỏi chạy cái chương trình đấy nữa, nó khỏi mệt. Nhưng mà cháu cháu có nhận ra cái gì nó muốn làm cái đó không? Cái gì nó muốn cài đặt cái chương trình mới? Nó cứ đòi hỏi công bằng ấy chứ. À, có khi nào cháu nghĩ là cháu thực hành tâm linh giỏi như vậy, còn cái bàn cái sở không có thực hành gì hết, đâu có được. Không không, cháu không nghĩ thế đâu, cháu chỉ nghĩ là cháu dở tệ thôi, cháu chẳng nghĩ Ok. gì khác gì đâu. Có khi mình nghĩ về đó. Nên Tôi là thức khuya cháu dậy cũng thấy sớm, là tôi thức khuya dậy sớm thì mọi người phải thức khuya dậy sớm thế này đó, không ăn mà tại sao tôi làm nhiều mà. cháu lên cháu chia sẻ hay, bây giờ cháu dở hơi cháu cũng xấu hổ lắm đúng không chú anh ạ? Đó, cái sự xấu hổ đó chắc nó có đang có không, nó đang xảy ra đúng không? Nhưng mà kệ, Không không, cháu chú để hỏi cho bây mọi giờ người đây. nhìn thấy hết cả cái Không xấu không về đó. không, chú hỏi là bây giờ nó cái cảm giác xã hội nó đang có mặt ở đây cái đúng Vâng. không? Ừ. Cháu thử định vị cái chỗ đó đi. Nó nằm ở đâu? Rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Vì sao nó hết cháu? Vì nhìn thấy mà định nó ra thì nó không phải, không rõ, không thấy luôn, tăng luôn đó. Đó là sức mạnh của phút giây hiện tại, tức là mình có mặt với cái gì đang xảy ra. Trong trường hợp vừa rồi nó là cái cảm giác xấu hổ. Bây giờ dùng ký ức cháu mô tả xấu hổ nó làm sao chứ? Thực ra cái xấu hổ này thì nó cũng, thì cháu chỉ thấy rằng là bẽ mặt mày chưa, mày lên mày nói rất là hay, mày chia sẻ, bây giờ mày bị chính cái đấy nó đập này mày lại, xong rồi mày lại lên nhóm mày kêu mày gào. Đó là một em bé thích chỉ trích. Ừ, nó nói đấy. Đó là cái cháu nhìn thấy cái tiếng nói đó, mày lại mày lại. Đó là một Nó cái bảo nó một phán biểu xét hiện của nên nó cái bảo tôi bản trong, ngã mà. đó là một cái biểu hiện của cái tôi và cháu tin đó. Tức là trong cháu nó có ít nhất là hai phần, một phần á, là chịu nghe cái tiếng phán xét đó, và một phần là nói làm, nói cái chuyện diễn đạt cái phán xét đó. Và có một cái phần khác nó thấy hết. Các bạn nào đang có một cảm xúc và muốn làm việc với chủ trong lúc này, lúc nào mà cháu nghe cái tiếng trong đầu cháu nó nói đó, mà cháu run rẩy đó, hoảng hốt sợ hãi đó, co cúp co rúm, nó là cái phần phê phán trong mình đó.
thì lúc đó cháu thực hành lắng nghe coi nó nằm ở đâu, cái tiếng nói mà phát ra mà phê phản ra đó, mày thế này mày thế kia đó, mày nói phát, mày thực hành gì giỏi gì, mày thế này mày thế kia đó, nghe và định vị nữa. Nhưng mà mình thực hành một cách nhẹ nhàng thôi, tại nếu mà mình chăm chăm mình truy lùng đó là mình tâm trí đang làm. Thực ra những cái nhẹ nhẹ thì cháu giải quyết nó cũng nhanh, nhận ra cũng rất là nhanh, nhưng đối với cái mà nó sâu nặng, nó ăn năng lượng của cháu luôn. Cháu ăn năng lượng đến nỗi mà cháu định hôm nay cháu không vào được vì cháu mệt lắm. Thì những cái chỗ đó là những cái chỗ mà nó giống như một cái bong bóng mà nó có cái lỗ lúng á, xì hơi cái chỗ đó, tức là xì cái mức năng lượng cái chỗ bị lúng. Cho nên một vết thương lớn đấy, tại nó cứ hành hạ mình cả đời mình như vậy đó, nó cứ xỉ vả mình đó, nhất lúc nào mà làm cái gì không đúng không sai đó.